Zippo 2004 xước phay luôn trong top Zippo đồng được yêu thích nhất. Với thiết kế xước phay đơn giản cùng dòng chữ Solid Brass, tạo nên một chiếc bật lửa Zippo nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hơn nữa, dòng Zippo Brass được săn đón bởi khả năng chống gió tuyệt vời trong mọi môi trường. Thiết kế đơn giản mà sang trọng. Đơn giản là thế nhưng không hề kém đi sự cuốn hút tỏa ra từ chiếc Zippo này. Màu vàng sáng sẽ thật sự nổi bật khi đứng giữa hàng ngàn mẫu Zippo khác. Chất đồng thau sang trọng phù hợp với mọi người chơi. Thuộc dòng phổ thông tiêu biểu nhất, tung ra thị trường toàn cầu với số lượng nhiều nhất mỗi năm. Zippo 2004 luôn luôn được bình chọn là sản phẩm không bao giờ cũ. Càng dùng lâu, 2004 càng trở nên bụi bặm và càng chất ngất hơn bao giờ hết. Được làm từ chất liệu đồng cho độ bền cao về màu sắc. Tính năng của đồng cực nổi trội với độ bền bỉ và chắc chắn. Hai mặt trơn có thể khắc trang trí thêm chữ hoặc hoa văn, họa tiết sắc sảo theo yêu cầu. Tạo ra một bật lửa độc đáo dành riêng cho bạn. Ngoài ra, Zippo còn là món quà ý nghĩa may mắn phù hợp dành tặng cho người thân, bạn bè hay sếp. Đánh lửa nhanh, mạnh mọi thời điểm. Ruột thép mạ vàng thời thượng với ưu điểm chống oxy hóa, bảo vệ nhiên liệu xăng hoàn hảo. Sức chứa lên đến 7 ngày không lao hao xăng. Buồng đốt 16 lỗ phát huy hiệu năng cao và cho khả năng cháy tốt kể cả trong điều kiện gió to. Bánh xe chéo giúp đánh lửa đều hơn, nhạy hơn và dễ thao tác hơn. Ống đá tròn đưa đá chuẩn xác không làm lệch viên đá trong quá trình đánh lửa. Đá được thiết kế độc quyền, chuyên dụng cho bật lửa Zippo. Nó được làm bằng chì, ít để lại bụi than sau mỗi lần dùng, giúp trải nghiệm người chơi thêm thú vị. Bản lề 5 chấu chắc chắn, thao tác đóng mở nắp dễ dàng. Âm thanh vang thành hấp dẫn tai nghe mỗi lần mở nắp. Sự yêu thích của những chiếc bật lửa Zippo là nhờ âm thanh đã tai của chúng. Bản lề có độ dơ nhất định, có thể điều chỉnh lại để sở hữu tiếng kêu theo sở thích cá nhân người chơi. Mộc đáy lồi cho cảm giác chiếc bật lửa Zippo tròn đầy hơn. Mộc đáy được dập thông tin hãng, ngày và tháng sản xuất của chiếc bật lửa. Năm sản xuất sẽ là ngẫu nhiên, tùy thuộc vào lô hàng. Đọc mộc đáy là cách người chơi biết tuổi đời của em Zippo mình sở hữu. Đôi khi cũng có thể phân biệt hàng fake trên thị trường. Quy chuẩn đóng gói theo hãng bao gồm hộp đựng và giấy hướng dẫn sử dụng kèm theo. Zippo 2004 là một chiếc bật lửa dễ dùng với tất cả mọi người bởi sự đơn giản của nó. Ambe bảo hành trọn đời theo chế độ của hãng Zippo, hỗ trợ bảo hành lỗi hao mòn trong quá trình sử dụng. Shop vận chuyển toàn quốc, liên hệ để nhận tư vấn miễn phí nhé. Có thể thấy, Zippo 2004 là phiên bản sang, xịn, chất, đặc biệt giá thị trường rất phải chăng, thuộc top giá rẻ cho một chiếc Zippo cao cấp. Anh nào yêu thích sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Để tiết kiệm thời gian, các anh hãy gọi tới các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, mã sản phẩm là 204. Cảm ơn các anh đã xem hết video, hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau.